Father, and present your partners for the presence of the glory with exceeding joy to the only wise God, our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory, both power, now and forever. Let everyone say amen. Amen. God willing. Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học phương pháp diễn âm Hán Việt tiếng Nhật bài 28. Phương pháp diễn âm Hán Việt tiếng Nhật bài 28. Số 1 nghĩa là sa sinh ra và thanh xuân. Sa sinh là thanh xuân là sa sinh chi đai sa sinh chi đai ố à na chư cả si cư à ồ môi đà sư là nhớ lại những kỷ niệm tuổi trẻ, nhớ lại những kỷ niệm tuổi trẻ. Số 2 nghĩa là viên trai nghĩa là giới hạn, là si bưng nô là viên trai, si bưng nô viên trai lý là Chào sen si tê mi rư, thử thách giới hạn bản thân, giới hạn bản thân. Số ba là nên đài nghĩa là thế hệ, là ca rê tổ watashi de là nên đài gá là mắt tà cư là chi cao là anh ấy và tôi ở những thế hệ hoàn toàn khác nhau, anh ấy và tôi ở những thế hệ hoàn toàn khác nhau. Số 4 là Doki nghĩa là động cơ, lý do, là men se chư đế là Shibodoki-o là Kotaru, trả lời lý do ứng tuyển khi phỏng vấn, Khi phỏng vấn.